Em xin chào tất cả các bác. Em xin giới thiệu các bác video test loa bô 101 MMG. Con này thì nó sẽ kèm luôn cả cái chân giá nha các bác nhé. Video báo giá riêng của loa thì em đã có cái video rồi. Thì bây giờ em xin làm cái video về cái việc mà test nhạc của cái cặp này. Xin phép các bác là em test một đoạn là nhạc bát này để các bác đánh giá được là loa nó. Với dòng 101 này dùng để loa trợ lời nha các bác nhé. Hồi trước đây là mình đá một tí xíu là mình đã nhăn mặt rồi, từ khi mình xài Sensodyne mình quên cái cảm giác ai muốn nó như thế nào rồi. Bây giờ thank you.
Em xin phép test hai cái đoạn nhạc như vậy, thì mời các bác dùng cái tai nghe để các bác nghe được cái nhạc nó tái tạo từ cái loa ra. Do em quay bằng cái điện thoại nên là cái phần mà các âm về bát, chét, chung các thứ thì nó cũng không được đúng như cái âm sắc mà thực tế nó tạo ra. Nên là các bác dùng cái tai nghe để các bác nghe chưa? Em xin chào và cảm ơn tất cả các bác. À quên, con này là em đang ghép với con Omnibo TA55 nhé các bác nhé. Em đang ghép với TA55 đó. Vâng, em xin chào và cảm ơn tất cả các bác.